con chưa? Hôm nay thì chúng mình sẽ thử để ngữ pháp với nhau nhé. 顔出ました. 今日私は顔出て皆さんと一緒に N3 文法やります. Hôm nay thì mình đã xuất hiện và mình sẽ cùng với mọi người làm đọc hiểu. あと60日残りますので皆さんも今何を勉強してますか? Còn có 60 ngày nữa thôi là đã thi rồi. Mình không biết là các bạn đã học được những cái gì thì mọi người có thể comment.Và cái đề của mình nhá, đề của mình ý, thì nó sẽ gồm có 10 câu thôi. Và mỗi câu thì chúng ta chỉ được 10 câu. Mỗi câu thì các bạn chỉ được làm khoảng 30 giây đến 45 giây cho mỗi câu. Yes, nè. Tức là một câu ấy thì các bạn chỉ được làm tầm 30 giây thôi. Đấy là đi thi 30 đến 45 giây, đó là cái thời gian các bạn cần làm. Ok, nào chúng ta sẽ cùng đến với 1번 yes, nè. 1번. Câu đầu tiên sẽ là gì nhỉ các bạn? Mọi người hãy đừng có đi đâu cả, hãy ở đây với mình và mình sẽ chỉ cho các bạn tất cả những cái bí kíp về ngữ pháp. Nào, hông tô ạ. Nào, bắt đầu từ câu 1 này. Hông tô, ですね, hông tô. Hông tô ạ, お酒が飲めない. Xong gì gì đấy, xong rồi là 無理して飲むから気分が悪くなるんだよ. Hay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái câu này này. Mình sẽ nói cho các bạn một tip thôi để các bạn làm được những câu ấy. Thường là câu ở trong cái dạng ngữ pháp các bạn thấy là nó đang để cái câu này chỗ trống, bạn phải nhìn vị trí nhá. Vị trí của câu này các bạn nhìn thấy nó đang ở giữa không? Giữa hai mệnh đề không? Giữa hai mệnh đề vậy, câu này nó hỏi cái gì? Nó hỏi về sự liên kết giữa hai mệnh đề. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn xem là hai cái mệnh đề này nó có mối quan hệ gì. Thì bạn nhìn này, câu đầu đấy là thật sự là không Osake đó, momenai, thật sự là tôi không uống được rượu, phải chưa nhỉ? Và cái thứ hai đó là thế nhưng mà murishite đó là sao, bị ép ấy, đúng không? Ép uống. Và nomukara, bởi vì ép uống cho nên là kibun ga waruku narun da yo, cho nên là cái kibun của mình, đúng không? Cái cơ thể của mình với tâm trạng của mình nó waruku narun, nó không tốt, được chưa? Đó, thế này sức khỏe là mình xấu đi. Thế thì ở đây đáp án nó sẽ là gì các bạn nhỉ? Trong câu số 1 này, mọi người thấy mối liên hệ là gì? Mối liên hệ của câu này có phải là mặc dù là mình thật sự không uống được nhưng mà lại bị ép uống cho nên là sức khỏe rồi là tinh thần xấu đi, đúng không? Đấy. Vậy thì cái chữ mặc dù ở đây chúng ta thấy nó sẽ bằng ở đây, thay ở đây chúng ta chữ nô ní. Có phải nô ní ở đây không? Đó. Ở đây chúng ta có bốn đáp án thì như mình nói câu này thì sao nó bằng mình nô ní. Mối liên hệ giữa câu trước và câu sau là mặc dù thật sự là không uống được rượu nhưng mà ép uống hay là thế nào đấy. Mặc dù. Và chữ mặc dù ở đây để thay cho nô ní của chúng ta đáp án. Xin chúc mừng cho tất cả các bạn. Xin chúc mừng cho các bạn đã chọn cái đáp án là kuseni. Hay kuseni của chúng ta là mặc dù vậy mà, đúng không? Chúng ta sẽ có ở đây đó là mặc dù vậy mà. Chữ mình thì hơi xấu một tí. ですね. Ok, tiếp. C đấy là tại vì là sai rồi này, đúng không? Mama là cứ giữ nguyên như thế và quà đi nghĩ ní là so với A thì B như thế nào, được chưa? Nên đáp án đúng ở đây sẽ là ichi desu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhá. Nào mọi người hãy làm câu tiếp theo cho mình nào. Câu tiếp theo sẽ là gì? Ni bang desu. Câu số 2 là gì đấy? Bike ni wa ureru nani nani uremasu ga fudan wa amari norimasen. Noreru. Tức là bike ni wa noreru .. đúng không? Xong lại noremasu ga fudan wa amari norimasen. Tức là xe máy ấy, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là đi thì tôi cũng có thể đi được nhưng mà bình thường là tôi không có đi. Vậy câu này nó sẽ là một câu khẳng định rất là yếu ớt, đúng không? Đi thì đi được đấy nhưng mà bình thường không đi. Vậy câu 2 đáp án sẽ là gì nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta sẽ cùng xem câu này nhá. Các bạn hãy để ý cho mình cái câu này, tức là thế nào nhỉ? Đi xe máy thì tôi có thể đi được nhưng mà bình thường là tôi, sao tôi không mấy đi. Thì bạn để ý là cái dạng cấu trúc ngữ pháp của nó phải phủ định yếu ớt là có thì có thật đấy. Cái cấu trúc ngữ pháp có thì có thật đấy nó chính là cô tô và gà, đáp án số 1, được chưa? Và mọi người nhớ cho mình cái cấu trúc ngữ pháp nha, của cô tô và gà là có thì có thật đấy nhưng mà, và nó phủ định yếu ớt cái chuyện đấy. Tức là đi xe máy thì đi được đấy nhưng mà bình thường thì mình không mấy có đi nha. Nhớ cho mình cái cấu trúc ngữ pháp đấy. Cái cấu trúc ngữ pháp này cũng nằm trong sách Shinkansen của N3 đấy, cho nên là các bạn bắt buộc phải học, và mình nghĩ là cái này cũng rất là hay gặp nên là bắt buộc phải học cái cấu trúc này cho mình. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng xem câu 3. Câu 3 là gì đây các bạn? Sambam, chúng mình nhìn vào câu 3 này.
Hôm nay thì mình chạy khá là nhanh, mình cho rằng là với một câu các bạn phải làm với một tốc độ để có thể đi thi được khoảng là 30 giây đến 45 giây cho một câu. Nhớ nhá. Đấy, thì chúng mình sẽ làm câu 3 nha. Câu 3 có làm một câu khó đấy, câu 3 có chữ. Thì bạn nhìn vào A và B cho mình này. A nói gì nhỉ? A nói gì đây? Hộ thoại. A bảo là 荷物がまだ届かないです。荷物はまだ届かない。 Tức là sao nhỉ? 荷物 tức là hành lý, là đồ đạc đúng không? Hành lý và đồ đạc thì vẫn chưa được gửi đến. Todoku là gửi đến. Vậy mada todokanai là chưa được gửi đến. Hai, câu B là 昨日送ったのなら ですね。昨日送ったのなら今日の午後にには何何何ですが、OK。câu này là nếu như mà anh gửi, nếu như mà là thế nào gửi vào ngày hôm qua thì sẽ là hôm chiều nay đúng không? Chiều nay thì có phải là chắc chắn nó sẽ đến không? Câu này sẽ là nếu như mà gửi vào chiều qua thì chắc chắn là hôm nay sẽ đến. Vậy ở đây chúng ta sẽ cần có một chữ chắc chắn. Và cái chữ chắc chắn ở đây ấy, thì đáp án nó sẽ là gì nhỉ mọi người nhỉ? À, có những các bạn rất hay bị sai nha. Đó, thì bây giờ chúng mình sẽ xem này. Bởi vì mình sẽ nói cho bạn nghe nha. Bởi vì đằng trước nó có một cái công kiểu, tức là có một cái chứng cứ, một cái biện minh ở đó, tức là gửi vào chiều qua. Vì nó có một cái chứng cứ như thế, cho nên đằng sau chắc chắn nó phải là bởi vì như vậy nên chắc chắn, đúng không? Bởi vì và chắc chắn. Vậy thì cái chữ chắc chắn ở đây của chúng ta đáp án sẽ là yes. Chúng ta sẽ có là 作ったはずです. Rồi, mình sẽ xem nha. Ở đây đáp án sẽ là gì tiếp nào? Ở đây chúng ta sẽ có beki. Beki thì là nên mang tính chất lời khuyên dành cho người khác, nên là trong câu này sẽ không hợp lý này. Được chưa? Sau đó chúng ta có vetamomo. Các bạn có thể ghi vào trong cuốn vở ở đâu đó để các bạn nhớ cho mình một cái cấu trúc ngữ pháp. Đó là vetamomo thì nó sẽ mang cái ý nghĩa là kể về những kỷ niệm trong quá khứ đã qua rồi. Thì người ta mới dùng vetamono, được chưa? Hay, còn wake thì là do vậy là, thì nó sẽ không hợp lý, được chưa? Ở đây đáp án nó phải là vì vậy, vì một cái chứng minh chứng cho nên chắc chắn, đằng sau nó phải là chắc chắn, nên đáp án của câu này nó sẽ phải là hazu, desne, ok. Mọi người đã chắc chắn ba câu này chưa? Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang đến cái tiếp theo, được không? Mình sẽ chuyển sang cho mọi người đến các câu tiếp theo nha. Hôm nay thì chúng mình sẽ tăng tốc độ lên và làm để thử thách bản thân xem các bạn làm được không. Cái đề này mình đánh giá là các bạn sẽ cần phải học khẳng chắc N3 rồi bạn mới có thể làm được. Và những người mà đang học N2 đi chắc nữa cũng hãy chú ý cho mình nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Đây, mình sẽ có câu 4, 5, 6 và 7. Được chưa? Mọi người có nhìn thấy câu 4, 5, 6 và 7 không? Chúng ta sẽ cùng xem câu 4, 5, 6 và 7 là gì đây? Hãy chúng ta sẽ xem câu số 4 nhé. Câu số 4 này, chấm 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 chấm. Rồi, xong hỏi là gì đấy? Achira ni okake ni natte omochi omachi kudasai. Omachi kudasai. Tức là câu này thì người ta nói là sao? Achira ni okake ni natte. Okake ni natte, cái cụm này nó sẽ bằng với cụm là suwatte kudasai, tức là hãy ngồi xuống. Nhưng mà dùng cho khách hàng, dùng cho những cái người đối diện, người đối phương, người ta dùng chữ từ lịch sự ấy, thì họ lại dùng đó là okake ni natte, tức là suwatte kudasai, là anh hãy ngồi ở kia và omachi kudasai, và hãy chờ. Vậy thì đáp án trong câu này sẽ là gì đây mọi người? Các bạn đã nhìn được câu hỏi chưa? Mình đã lấy rồi đây và mình sẽ nói đáp án cho mọi người nhá. Câu này sẽ mang nghĩa là nếu được thì sao? À, nếu được thì anh hãy ngồi ở đây và chờ ở đây đúng không? Và cái chữ nếu được ở trong tiếng Nhật mà nói dùng thể lịch sự ấy, bạn đã hỏi Nhật thì chắc sẽ biết cái chữ nếu được đó, nếu mà được thì tôi yêu cầu anh làm chuyện gì, thì đáp án nó sẽ là yoroshikereba. Yes, ne. Nếu mà được thì đúng không? Nếu mà được thì, nếu mà tốt thì đằng sau sẽ là sự nhờ vả. Nên đáp án là yoroshikereba. Nếu mà được, nếu mà tốt thì anh hãy ngồi ở đây và chờ. Hay, được chưa? Nên đáp án nó sẽ là như thế nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu số 5. Câu ở câu số 1, câu số 4 thì khá là dễ. Và nếu như mà bạn nào có hỏi mình là cô ơi tại sao không phải là những đáp án khác ấy, thì mình sẽ chỉ có thể giải thích cho các bạn nó là một cái kimata yogen. Đây nó là một cái cấu trúc cố định của tiếng Nhật rồi. Đó là khi mà người ta muốn nhờ và yêu cầu ai đó thì thay vào cái chữ là sumimasen ka thì họ cũng sẽ hay nói là yoroshikereba hoặc là yokattara, là nếu mà tốt, nếu mà được thì tôi có thể nhờ vào anh hãy làm chuyện này được không? Nha, cái cách của họ vẫn hay sẽ là như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 5.
À, câu số 5 sẽ là gì? Moshi, moshi kono mise ga ie no chikaku ni nani nani mainichi demo kayou no ni na. Ok. Với cái câu như thế này nha thì các bạn sẽ để ý cho mình một chuyện thôi. Các bạn có biết là những đề thi những năm gần đây của đề thi N3 khi mà mình tìm hiểu và mình có chữa cho cái lớp online về đề của năm 2017 rồi đề 2016, 2015 ấy, mình nhận ra một điều là thường người ta sẽ hỏi bạn về tư duy logic ngữ pháp nhiều hơn là người ta nói bạn về một cấu trúc cố định. Nghĩa là ví dụ như bạn nhìn vào đây nhá, mình sẽ nói cho các bạn cái dấu hiệu khi mà các bạn làm ngữ pháp ấy, đó là bạn nhìn cho mình này, một cái dấu hiệu là như thế này nha. Luôn luôn học ngữ pháp là đừng có chăm chăm vào việc đó là em phải học thuộc cái cấu trúc này nghĩa là thế này, mà phải biết cái cơ chế hoạt động của ngữ pháp. Nghĩa là sao? Bạn nhìn này, bạn thấy cái moshi đây không? Có như thế moshi không? Đúng không? Ở đây chúng ta thấy có moshi, tức là nếu, mà nếu thì là phải là thì, đúng không? Và chứ nếu của chúng ta thì moshi là rất hay đi với bà, tà đà và tố, phải chưa? Đấy, thế là bạn có thể lướt xuống dưới đây, bạn thấy cái chữ này là cà đà này. Anh cà là này là không hợp lý rồi, bởi vì kia là mochi cơ mà, đúng không? Hoặc là toshite cũng vậy. Vậy thì mochi nó sẽ đi được với cái gì? Mochi nó chỉ đi được với tố và với tà là ở đây thôi. Tức là cô vẫn chưa dịch cho mọi người cái câu này, đúng chưa? Mình chưa dịch cho mọi người câu này nhá, nhưng mà mình chỉ bảo những cái dấu hiệu như vậy để các bạn biết cái tư duy logic về ngữ pháp nó là như thế, được chưa? Vậy là chúng ta thấy là đáp án nó sẽ phải là 1 hoặc 3. Bây giờ chúng ta tiến hành vào dịch câu này, được chưa? Thì câu này có phải là nếu như mà cái cửa hàng này Konomise, tức là cái cửa hàng này mà nó Ienochikaku ni aru, nó ở gần nhà mình thì mỗi ngày mình đều qua. Vậy mà cái chữ no ni ở cuối câu mang sự nuối tiếc thôi. Ý là vậy mà nó chẳng ở gần nhà ấy, đúng không? Vậy thì theo các bạn là giữa 1 và 3 sẽ chọn cái gì? Để mình xem. Đây chúng ta để ý thêm một điểm ấy, cái câu này là điều ước. Và thứ hai là với tố, nếu như tố thì thường là ở đằng sau, các bạn thấy là để nói về những cái chuyện nó sẽ hiển nhiên xảy ra, là mình hay dịch là cứ hễ đấy, đúng không? Đó, rồi, thế thành ra là chúng ta thấy đáp án của câu này sẽ là gì nhỉ? Chúng ta thấy là tố hay là tà là đây? Rõ ràng nó phải là hãy Aptara y nina. Nghĩa là nếu mà như vậy thì tốt, được chưa? Nên đáp án ở đây nó sẽ là như thế. Thì là cách mà chúng ta tư duy về logic, về ngữ pháp như vậy. Mình không cố gắng dạy mọi người theo cái kiểu là các bạn sẽ cần phải học thuộc cấu trúc này nghĩa là thế này, cấu trúc này nghĩa là thế kia. Nhưng mà mọi người phải hiểu cơ chế hoạt động của ngữ pháp, bởi vì nó cũng chỉ là văn phong, là cái đời sống thường nhật thôi. Nó không hề cứng nhắc và ngữ pháp rất là thú vị, đúng không? Ví dụ như cái câu này như vậy, khi mà mình vừa giải thích thì các bạn sẽ hiểu. Thôi bây giờ thôi, chúng mình làm câu tiếp theo nhá. Mình vẫn thấy comment của các bạn hãy cứ comment đi nha. Câu số 6. 明日の最高気温は30度になるニュースで言ってたよ。 Tức là nào nhìn vào câu này. Câu này cũng là một trong số những câu bạn sẽ gặp trong đề đấy, thật sự luôn. Và cùng nhìn cho mình xem nào, nếu mà bạn thì bạn sẽ giải quyết vấn đề này nó là thế nào. Trong này thì chúng ta thấy này, newsで言ってたよ, tức là ở cái bản tin ấy, bản tin thì nó có nói rằng là, đúng không? Chúng ta dịch ngược từ dưới lên là bản tin có nói rằng là ngày mai nhiệt độ cao nhất của ngày mai là lên đến 35 độ, đúng không? Chúng ta có cái cụm ở đây đó là saikokyo, nhiệt độ cao nhất sẽ lên đến 15 độ. Vậy đáp án câu này sẽ là gì đấy? Vậy thì các bạn sẽ nhìn cho mình này, khi mà dịch ngược như vậy thì có phải ở giữa này nó sẽ là mang chữ rằng là không, để trích dẫn không? Đúng chưa? Rằng là để trích dẫn một cái vấn đề nào đó nhá. Để trích dẫn, được chưa? Xong. Thế thì bây giờ trích dẫn thì chúng ta dùng cái gì các bạn? Chúng ta phải dùng cái gì để trích dẫn? Mình sẽ nói cho các bạn này. Đầu tiên, đáp án trước phải đặt có khá là nhiều người chọn vào đây rồi, thì đáp án để trích dẫn nó là chi, đúng không? Chúng ta sẽ là san jiu go to ni na de desu ne. Đó là khi để trích dẫn lại lời nói, trích dẫn lại cả thông tin nào đó thì người ta sẽ dùng với như thế này. Hồi xưa các bạn có nhớ để khi nói trích dẫn điều gì đó thì chúng ta dùng cấu trúc gì không? Mọi người có nhớ không nhỉ? Chúng ta có khi để trích dẫn một cái gì nhá, chúng ta có này, thường là danh từ, sau đó nó sẽ đi với danh từ này, đi với ni yoreba, đúng không? Hoặc là ni yoruto, chứ mình xấu quá nhỉ. Đấy, xong rồi cộng với bên này ở cuối câu sẽ là so, đúng không? Có so, có rashi, có tô, yêu, cô tô. Đó, thì đây là tất cả mang nghĩa là theo như một nguồn thông tin thì nghe nói là. Nhưng cái này chúng ta có cái trích dẫn rằng là nữa của sự nhỏ đi với tên. Nhớ cho mình cái này nha. Đó, tiếp theo, tại chúng ta sẽ thấy cái số 2, cái số 2 chữ nhỏ và đi với ke thì sẽ mang nghĩa là gì, mọi người có nhớ không? Hỏi lại một chuyện mà mình đã quên.
nhá. Ví dụ như ngày mai sinh nhật của cô Mona chẳng hạn. Có nghĩa là chuyện đấy mình biết nhưng mà mình đã quên thì mình quy định cái này nhá. Được chưa? Mông thì không phải rồi. Đắc tê cũng là trích dẫn nhưng mà nhớ cho mình một cái điểm của đắc tê như thế này này. Cái điểm của đắc tê ấy là nếu mà đắc tê nhá thì thường nó sẽ phải là V, mà V phải là V đơn đắc tê. V đơn đắc tê này nó phải có âm ở đây này chứ không thể nào âm đựng thế này được nha. Nên đáp án ở trong câu này nó vẫn sẽ là ichiden. Ok. Ngày chúng ta sẽ chữa câu tiếp theo nha mọi người. Ở đây hôm bây giờ thì đang hơn 500 người xem rồi nha. Mọi người đừng có rơi cái like này đi, bởi vì đến cuối mình sẽ chữa thật nhiều. Các bạn hãy comment cho mình xem là cô chữa nhanh quá hay là chậm quá như thế nào để mình chỉnh tốc độ chứ đừng bỏ mình đi. Câu 7 nào, chúng ta sẽ đến với câu 7, một cái dạng mà cũng hay gặp ở trong ngữ pháp. Các bạn bây giờ nhá, nếu mà ai xem cái like này thì mình sẽ bảo cho các bạn là cái gì mà hay được gặp nhất trong ngữ pháp. Được chưa? Những năm gần đây ấy, mình thấy những cái này hay được gặp nhất trong ngữ pháp này. Thứ nhất, các bạn thấy có biết gì không? Đó là chia. Thứ nhất, các bạn sẽ thấy nó hay gặp nhiều nhất ở trong ngữ pháp. Đó là thường là các bạn sẽ là chia thể, sai khiến. Thể nào cũng gặp luôn. Sai khiến rồi bị động này, bị động sai khiến cũng hay gặp. Tiếp theo là hộp thoại AB. Hai cái này mình thấy gặp rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem câu số 7. Câu số 7 là một cái dạng câu về cái kiểu gọi là hỏi chúng ta về cái thể sai khiến đấy. Cho nên là bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn vào câu số 7 và làm nhé. Đề thi nó rất là hay gặp nên các bạn chú ý cái này cho mình. Ok, rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn câu 7 này. Bây giờ làm câu 7 cho mình nhá. Kino hôm qua đúng không? Kino là hôm qua thì có chuyện gì hả mọi người? Senpai ni nankyoku mo se de kyo wa moro ga itai, nodo ga itai là cái gì? Chúng ta thấy là cổ họng chúng mình bị đau. Tại vì CD mang tính chất là chỉ nguyên nhân nhưng mà là đổ lỗi. Tại vì hôm qua xong rồi các bạn nhìn thấy senpai với ní không? Tức là chủ ngữ là nhân vật tôi. Vậy câu này chúng ta dịch là gì? Thể của nó sẽ là thể gì đấy các bạn? Chúng ta thấy là thể sai khiến bị động. Hôm qua mình bị anh sao tiền bối bắt hát nhiều quá nên là hôm nay cổ họng đau. Vậy bị bắt ép làm chuyện gì đó khi chia về thể sai khiến bị động sẽ là... Vậy thì đáp án của câu này chúng ta biết luôn là hôm qua bị anh tiền bối anh bắt ép hát cho nên là cổ họng rất là đau. Vậy bị bắt ép hát ở đây chúng ta sẽ có đáp án là gì ạ các bạn? Bị bắt ép, thể sai khiến bị động ở đây là gì? Hai đáp án chúng ta là sambao. Nhá. Thì cái này các bạn phải ôn cho mình nhớ với những bạn hơn 500 người đang like, đang xem cái like này. Thì mình chỉ muốn nói với các bạn đấy là những năm gần đây nhấn mạnh lại một điều đấy thôi, là đề ngữ pháp nó không có phải hỏi chúng ta là cứ tư cụ cái cấu trúc ngữ pháp này nghĩa là gì đâu, mà nó sẽ thường hỏi chúng ta về tư duy logic, về thể, về thì sai khiến bị động, về hội thoại giữa A và B, tương quan trong hội thoại nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang câu tiếp theo và lại chạy như vậy. Chúng mình chỉ có 30 phút để ngồi nói chuyện với nhau thôi. Nào, chúng ta sang đến câu số mấy nhỉ? 8, 9 và 10, được chưa? Chúng mình sẽ sang câu 8, 9 và 10. Rồi chúng mình đến với câu tiếp theo, câu này nào. Câu này nó đang là câu số 8. Đây là câu số 8 nào, các bạn làm cho mình xem câu số 8 nghĩa là gì đây. Shigoto ni nareru. Cái đề này á, bạn nào học N2 cũng phải xem này, đặc biệt là ai mà đang N3 mà chuẩn bị thi không thì tháng 7 bạn cũng phải xem luôn. Vì đề nó cũng khá là khó đấy, nhá. Hay. Dandan kaisa ga tanoshiku natte kita. Dandan kaisa ga tanoshiku natte kita. Ok, thế thì câu này đáp án sẽ là gì đây? Nào, chúng ta có 4 đáp án là Tame ni, chidai ni, niyotte và ni shitagatte. Thì không biết là mọi người sẽ chọn đáp án gì nhỉ? Chúng ta sẽ cùng xem là Shigoto ni nareru. Nareru là quen với công việc, đúng không? Nareru là quen với công việc. Thì khi mà quen với công việc rồi, đúng không? Khi mà chúng ta đã quen với công việc thì công ty cũng dần trở nên là vui vẻ, thú vị hơn. Đó, vậy thì đáp án trong câu này sẽ là gì? Ở đây các bạn có phải là Tame ni không? Ở đây mình thấy có một bạn chọn trong cái câu số 8 này, đó là chúng ta sẽ đi về Tame ni. Nhưng mà mọi người để ý cho mình một chuyện đấy là để quen với công việc thì đằng sau là tôi phải làm chuyện gì chứ, đúng không? Ví dụ như là để có thể mua được nhà thì tôi sẽ tiết kiệm tiền này. Nhưng mà các bạn nhìn này, cái đây nó là mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Bởi vì là vì quen với công việc rồi cho nên là công ty càng ngày trở nên càng vui vẻ, thoải mái hơn, đúng không? Cho nên thật ra cái chữ ở đây nó phải là chữ vì do, đúng không? Nên nó không phải là thảm mê ní nhá. Được chưa? Không phải là thảm mê ní. Thảm mê ní có hai nghĩa này. Thảm mê ní sẽ có hai nghĩa các bạn nhá. Một là vì, cũng có nghĩa là vì, và thứ hai là đẩy về chính nguyên nhân.
không biết có ai nhớ không, nhưng thảm mê có hai nghĩa. Nhưng cái nghĩa vì của thảm mê ní thì đằng sau luôn luôn là một kết cục thường là xấu nhá, không hợp lý trong trường hợp này. Vậy thì câu này đáp án của nó sẽ là gì? Ní yêu tê cũng không đúng. Mặc dù ní yêu tê cũng có một nghĩa là vì, nhưng thường mà đằng sau ấy của nó sẽ là các cái kết quả xấu. Đấy. Vậy thì đáp án câu này sẽ là gì? Nào cho các bạn chọn lại đấy. Có rất là nhiều người bảo nhầm luôn, thì để ý cho mình là lý do T chúng ta có một nghĩa là vì. Nhưng mà cái nghĩa vì của lý do T ấy, để ý cho mình là trong kiểu bao la vô vàn các nghĩa của vì, thì vì của lý do T thường là đằng sau sẽ cho ra một cái hệ quả xấu. Được chưa? Đằng sau sẽ cho ra một cái hệ quả xấu nhá. Cho nên lý do T không hợp lý. Bởi vì các bạn thấy cái kết quả đằng sau rất là tốt đẹp này. Đó. Vậy thì đáp án ở trong câu này nó sẽ phải là do mà. Nishtagatte mang nghĩa là từ A mà kéo theo B, vì A mà kéo theo B, và đằng sau cái kết quả là gì đấy. Từ cái việc đó là mình quen với, từ cái chuyện đó là mình quen với công việc rồi, thì công ty cũng trở nên thú vị hơn. Được chưa? Nên đáp án ở đây nó phải là 4 câu. Câu này là một câu cực kỳ hiểm rồi phải không? Cho bao nhiêu cái gọi là vì các kiểu vào ấy, nhưng phải để ý cho mình nhá, là lý do T không hợp lý đâu. Đừng chọn lý do T trong trường hợp này là sai đấy nha. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang đến câu số 9. Đây là câu số 9 của cái đề này. Hôm nay bọn mình sẽ chữa với nhau 20 câu. Cố lên. Nào, bây giờ mình đi được khoảng gần nửa chặng đường thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy câu số 9 nhá. Nó là この学校では大学進学率あ、進学ですね。大学進学に力を入れる何々クラブ活動も活発。あ、mình sẽ xóa cái trên này đi để nhìn cho rõ này. Mình sẽ xóa cái trên này đi nha, để nhìn cho rõ cái câu dưới. Nào, các bạn hãy nhìn cho mình đi, đáp án của hôm nay sẽ là gì nào? Hãy, tại cái trường đại học này thì chúng ta có một cái cụm là chikarao ireru, tức là mình dồn sức, mình tập trung cho cái việc đó là học lên đại học. Đấy. Mà tiếp theo là cái gì, các cái club katsudo, tức là cái hoạt động câu lạc bộ, thì nó cũng sẽ là katsu, thì cũng rất là sáng sôi nổi, hoạt động rất là hoạt bát. Đó. Vậy thì các bạn nhìn này, câu này nhá, cái cách nó đặt ở đây này. Nó đặt ở giữa. Đúng không? Cái ngoặc của nó đặt ở giữa. Đặt ở giữa nghĩa là như thế nào? Đặt ở giữa tức là nó đang hỏi bạn về mối liên hệ giữa hai câu này ấy. Nguyên nhân, kết quả hay là trái ngược hay là bổ sung, mối liên hệ là gì? Chúng ta nhìn này. Tại cái trường học này nhá, thứ nhất là nó dồn sức cho việc học lên đại học này. Và thứ hai là các cái hoạt động và câu lạc bộ cũng rất là nổi trội, rất là thế nào sôi nổi. Vậy thì ở đây chúng ta cần một cái cụm từ gì để có thể gắn kết giữa hai câu vào? Bạn cần cụm từ gì ở đây? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhé. Có nghĩa là vừa làm cái này mà lại vừa làm cái kia. Một mặt làm cái này nhưng mà một mặt lại làm cái kia. Thì đáp án nó sẽ là gì? Hay, ichi desu. Đúng không? Chúng ta có chữ ippo. Ippo là một mặt làm cái này và mặt khác lại làm cái kia. Một mặt thì tại cái trường đại học này nó dồn sức cho việc học lên đại học. À, cái trường học này dồn sức cho việc học lên đại học. Và mặt khác thì các hoạt động của câu lạc bộ thì cũng rất là nổi trội. Vậy thì bạn để ý cho mình nha, là nếu như người ta để ở giữa như thế này ấy, lại có cái dấu phẩy ở đây này, thì phải biết là nó đang hỏi bạn về mối liên hệ giữa hai câu. Và nhìn nguyên nhân kết quả hay là cái gì đấy. Như ví dụ như ở đây đó là bổ trợ cho nhau, một mặt cái này, một mặt cái kia, thì chúng ta biết để chọn được đáp án nó sẽ phải là ippo desu ne. Bởi vì han tai an to han tai ni, hoặc là ni tai sẽ là đối với này. Đối với không đúng rồi đúng không? Đối với hoặc là trái với không đúng một tí nào. Còn ở đây ni han tai là trái ngược, sai hoàn toàn, đúng không? Ni kawatte là thay cho, bù cho. Cái này không hợp lý. Được không? Vậy thì đáp án nó sẽ phải là ichi desu. Ok nha. Vậy nên câu 9 đáp án nó sẽ phải là 4. Nào, ok, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ đến với câu số 10. Và các bạn nhớ cho mình là sau khi làm xong câu số 10 thì nhớ comment cho mình biết ấy, đó là mọi người được bao nhiêu điểm nhá. Ở đây mọi người comment rất là nhiều, thì tí nữa các bạn phải nhìn cho mình xem trong 10 câu này bạn được bao nhiêu điểm nhá. Được không? Để xem là các bạn đang ở trong cái vùng an toàn ngữ pháp chưa. Bây giờ chúng mình sẽ đến với câu số 10 nào. Ở đây chúng ta sẽ có câu số 10. Nào, chúng ta sẽ xem nhá. Câu số 10 là 2010 no fuyu no olympic wa hai Canada no Vancouver nani kai sai sareta. Ok, rồi sẽ xem, mọi người hãy cùng xem cho mình xem câu này là gì đấy. Hay. Bây giờ mình sẽ dịch cho mọi người câu này. Câu này thì các bạn sẽ thấy là này, nó nhìn chúng và vị ngữ câu này cho mình. Câu này nó đang bảo là cái Olympic mùa đông năm 2010. Nhìn xuống cái động từ ở cuối này, động từ cuối câu nhìn xuống này. Động từ cuối câu đang là kai sai sareta. Kai sai sareta sẽ mang cái ý nghĩa đó là được khai trương, khai mạc. Tức là Đại hội Olympic mùa đông năm 2010 thì khai mạc.
và chúng ta thấy Canada no bang, cứ bà bang cứ bà là một cái địa điểm của Canada. Vậy thì khi mà nói về địa điểm và câu này mình dịch đó là Đại hội Olympic thì được khai mạc tại đâu đó, tại cái chữ tại của chúng ta, tại một địa điểm, bạn chọn đáp án gì nhỉ? Rồi, vậy thì chúng ta biết câu này rất là dễ rồi đúng không? Đáp án của câu này các bạn nhìn thấy được cai sai là được khai mạc tại đâu đó. Thì ngày xưa khi mà tại một địa điểm thì chúng ta đi với ní hoặc đi với đệ, phải không? Và lên N3 chúng ta có một cái cấu trúc khác, đó là ní ô đệ. Ok chưa? Đó là ní ô tê nhá. Ní tốt tê là đối với này, ní ô di tê là ứng với này, ní a tát tê, ní a tát tê là nhân dịp nào đó. Đấy, cho nên đáp án của câu này như các bạn biết thì nó sẽ phải là BTS. Ok, nào comment cho mình biết là 10 câu thì làm đúng bao nhiêu câu để chúng ta chuyển sang một cái đề khác nhá. Để xem nào, ví dụ như trong cái đề này ấy, mình đánh giá với kinh nghiệm của mình thì mình đánh giá đề này nó đang ở cái mức khá là sát với đề thi thật. Nó rất là sát, nó không quá khó và không quá dễ. Được chưa? Nó sát với đề thi thật thật sự luôn. Cho nên nếu như mà bạn làm được cả 10 câu thì chúc mừng bạn, ngữ pháp của bạn rất là tốt. Còn bạn làm mà chỉ được 5 dưới nửa ấy, thì bạn phải xem lại cái kiến thức của mình ngay về ngữ pháp, về cái tư duy của mình. Mình thật sự rất là thích cái đề này, mình cảm thấy nó rất là sát. Ok, được chưa? Nhân tiện đây thì cô sẽ xin khoảng 5 giây quảng cáo, đó là mình vừa ra khóa N2. Cô vừa ra khóa N2 tài sắc cự dành cho các bạn, và đặc biệt là với bạn nào đã là học viên online của Ricky từ cũ thì sẽ được giảm 50%, còn với các bạn bình thường thì sẽ giảm 30%, đặc biệt cho khóa N2 này. Và chỉ còn 2 tháng nữa là thi rồi, cho nên là nếu mà bạn nào muốn học khóa này thì hãy đăng ký ngay với Ricky nhá để được gặp mình. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ chữa đề nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chữa cho các bạn đề tiếp theo. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đề tiếp theo và lại có 10 câu cho các bạn. 10 câu để chiến tiếp nào. Và mọi người đừng bỏ mình đi và chúng ta chiến tiếp của cái đề nhá. Nghỉ lễ quên hết rồi. Hôm nay là ngày bắt đầu đi làm rồi đúng không? Mọi người hãy cố gắng đi làm thật tốt nha. Hãy nào chúng ta nhìn vào câu 1 nha. Bắt đầu lại comment này. Câu 1 đó là Sado to sodo nani nani Nihon no dento bunka wa kaigai de mo ninki ga aru. Câu này là một cấu trúc nâng cao của N3 và của N2 luôn ấy. N3 cộng N2, cái câu này nên anh chị nào N2 nhảy vào làm câu này cho cô nào. Xem là đáp án là gì đây. Câu 1 nào, nhìn cho mình câu 1 đó là Sado và Sodo, đúng không? Sado thì là trà đạo, còn ở đây chúng ta có Sodo là thư đạo, tức là thư pháp ấy. Thì cái gì gì đấy. Xong rồi đó là Nihon no dento bunka, tức là cái nền văn hóa truyền thống của Nhật thì nó rất là nổi tiếng tại Kaigai, tức là nổi tiếng tại nước ngoài đó. Vậy thì câu này đáp án nó sẽ là gì? Rồi, câu này là N2 đây, nên là các bạn N3 thử challenge bản thân xem có làm được câu này không. Câu này chúng ta sẽ dịch là những chủng ngữ chức quá này, tức là những cái nền văn hóa truyền thống của Nhật mà tiêu biểu đó là trà đạo và thư pháp thì rất là nổi tiếng tại nước ngoài. Vậy cái chữ tiêu biểu ở đây chúng ta sẽ có đáp án, nó là danh từ cộng với ohajime, mang nghĩa là tiêu biểu. Là bạn nào chưa biết thì mọi người có thể ghi lại nha. Hãy tiêu biểu là tức là trà đạo và thư pháp, nó rất là cái nền văn hóa truyền thống của Nhật. Tiêu biểu là trà đạo và thư pháp thì rất là nổi tiếng tại nước ngoài. Trước hết là phải kể đến. Trước hết là phải kể đến cũng đúng. Dịch là trước hết là phải kể đến thì sẽ dịch hay hơn đúng không? Hai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Nào, câu số 2 sẽ là gì? Chocolate. Ở đây có ai thích ăn chocolate không? Mình thì đợt này đang diet tổ cho nên là cũng đang chocolate ogamasuru. Các bạn có đọc câu này của mình nào? Chocolate ogamasuru nante dekinai. Chocolate ogamasuru nante dekinai. Datte daisuki nani nani nani. Rồi làm câu này nhá. Bạn sẽ nhìn thấy một cái ví dụ ở trong câu này nhá, một cái rất là hay ở trong câu này. Đầu tiên bạn nhìn này, cái việc mà chịu đựng không ăn sô-cô-la đấy thì tôi đề kina rồi. Tôi không thể nào mà tôi làm được. Tôi không thể nào mà chịu đựng được cái chuyện đó là không ăn sô-cô-la. Bạn nhớ chữ datte không? Datte thì là ấy là bởi vì. Đấy là bởi vì daisuki. Đấy là bởi vì tôi rất thích sô-cô-la, đúng không? Nhưng mà vấn đề ở đây của chúng ta đấy, đó là sau datte bạn sẽ phải chọn cái gì? Sau đáp tê bạn sẽ phải chọn cái gì ở đây? Thì mình sẽ cho mọi người một cấu trúc ngữ pháp. Ở đây thì có rất là nhiều người chọn rồi, nhưng mà mình sẽ nói cho các bạn là nếu mà mọi người nhìn thấy đáp tê như thế này nha, nhìn thấy đáp tê như thế này thì ở đằng sau nó sẽ là đà mono. Và cái nghĩa của nó sẽ là ấy là tại vì.
ấy là tại vì. Cũng là để chỉ lý do không thôi. Nhưng nếu mà ai đang xem cái like này thì nhớ cho mình một cái điểm của cái cấu trúc Date và Mono. Đó là nó dùng để biện minh cho những hành động của bản thân mình mà thôi. Ví dụ mẹ hỏi là tại sao con không đi học, cứ đứa con sẽ bảo là Date eto kami o kitta da mon, ấy là tại vì con vừa cắt tóc xong nên rất là xấu, không muốn đi học. Nó chỉ biện minh cho những hành động, chỉ lý do cho hành động của bản thân mình thì mới chọn cái cấu trúc này thôi. Và vì vậy khi bạn nhìn thấy Date rồi bạn biết là bạn chọn cái gì rồi đúng không? Bình thường mình nói là đà mono nhưng mà trong văn nói này cái âm no này nó rất hay được chuyển về âm ưng nha cả nhà nha. Âm no rất hay được chuyển về âm ưng. Đấy, thế là thành ra cái đáp án của chúng ta trong này chắc là nhiều người biết rồi. Đúng rồi, ngày trở về có nói là mono sẽ bằng với mùng nên đáp án nó sẽ nan da mon. Ấy là bởi vì tôi rất là thích, ấy là bởi vì tôi rất thích cho nên là tôi không thể chịu đựng được cái việc không ăn chocolate. Nhưng bạn có phải đây là nói về chuyện của bản thân mình không? Biện minh cho hành động của mình không? Nên là nếu mà ai đang nói học cấu trúc này thì mở mỏng ra cho mình một dòng để thể so sánh với những cấu trúc mang ý nghĩa lý do khác. Đó là nó để biện minh cho hành vi của bản thân mình mà thôi. This is next. Hai, bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 3 thôi, nói dài quá nhỉ. Câu số 3 là gì đây? 考えても 何々 考えても そんな計画が成功するとは思えない. Ở đây này nhìn thấy một dấu hiệu cho mình để bạn có thể làm các câu ngữ pháp thì tốt nhất, đó là bạn nhìn thấy cho mình cái demo ở đây. Ở đây chúng ta có demo rồi đúng không? Vậy thì câu này là dẫu có suy nghĩ như thế nào chăng nữa nhưng mà tôi không thể nghĩ được rằng cái kế hoạch như vậy có thể thành công được. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái cấu trúc dẫu cho thì vẫn dẫu cho. Vậy dẫu cho ở đây là gì nào? Dẫu cho ở đây là gì? Nhìn cho mình đi. Ở đây mình sẽ chỉ cho mọi người một cái tip để khi các bạn làm nha. Nếu mà ai đã chắc N3 rồi thì phải biết cấu trúc này, bởi vì trong các cái lần livestream khác mình cũng có nói về cấu trúc này. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án câu này, đó là ikura demo. Và mọi người để ý nha, chúng ta sẽ có một cái mình sẽ viết lên đây này. Ikura donani và ta tôi đó. Khi mà bạn nhìn thấy những cái chữ như thế này thì bắt buộc là bạn phải, thì thường đằng sau của nó sẽ phải là tế mốt hoặc là đế mốt, mang nghĩa là dẫu cho. Yes, that. Nó luôn mang cái ý nghĩa như thế mọi người nhá. Đó. Vì thế mà câu này mình sẽ dịch là dẫu cho có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì cũng tôi không thể nghĩ được cái kế hoạch đấy nó có thể thành công. Được chưa? Nhớ cho mình cái cấu trúc này nha. Lúc nào mà nhìn thấy ba anh này đằng sau phải là tế mốt hết nha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo nào. Hai, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Ở đây mình có câu số 4. Nào mọi người cùng làm câu số 4 cho mình nhá. Câu số 4 sẽ là gì đây hả mọi người? Chúng ta có đó là tô tên đều ạ, đúng không? Tô tên đều ạ. Vô yô sang nani nani o soku zi buran o go yoi shite obimasu. À, chúng ta cùng nhìn nè. Tại cửa hàng của chúng tôi, chúng ta có chữ tô tên, tức là tại cửa hàng của chúng tôi. Cửa hàng của chúng tôi thì thế nào? Sẽ chuẩn bị này, chuẩn bị cái sokuji plan, tức là kế hoạch đồ ăn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một cái kế hoạch ăn uống cho quý khách. Nhưng mà nó ứng với go yo sang, nhìn thấy chữ go yo sang không? Go yo sang ở đây đó là cái gì nhỉ? Đó là với cái số tiền mà quý khách dự toán được, với cái dự toán của quý khách đúng không? À, vậy thì ở đây chúng ta có đó là gì đây? Tại cửa hàng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn tùy phụ thuộc, hay là ứng với, phụ thuộc với cái gì? Cái dự toán, cái tiền mà quý khách đưa ra. Đó, một cửa hàng rất là tuyệt vời đúng không? Thế thì đáp án câu này sẽ là gì? Ứng với, ở đây chúng ta cần một chữ ứng với. Vậy thì đáp án là gì đấy? Ở đây thì chúng ta sẽ có đáp án của ứng với dự toán, ứng với số tiền mà anh đưa ra ấy. Thì nó phải là OJT, đây là ứng với. Ứng với nhá, đúng không? Thế kashite là sao, liên quan đến đúng không? Liên quan đến hay là về? Niyoite lúc nãy mình bảo là tại địa điểm rồi. Tại một cái địa điểm. Đúng không? Nitotte là đối với. Đó, thế là thành ra đáp án ở đây là chúng tôi sẽ chuẩn bị một cái bữa ăn mà nó ứng với được tiền của cái khách ấy, thì nó sẽ phải là Niojita, nó phải là Niojita nha mọi người nhá. Ok, bây giờ chúng mình sẽ sang đến câu số 5. Chúng ta sẽ sang đến câu số 5 nào. Câu số 5 là gì đây mọi người? Câu số 5,
私が卒業した小学校は、はい、20年前とほとんど変わっていなくて、昔何々。那đây là câu số 5 và mọi người thử làm cho mình câu này xem. À, nào thì chúng mình cùng nhìn vào câu này nhá. Nó là gì? Chủ ngữ chiếc quá phải không? Chủ ngữ ở đây nó sẽ là chiếc quá này. Bố Anh cũng chọn rồi. Đó là cái trường tiểu học mà tôi đã và ta sẽ gặp cái trường đại học mà tôi đã tốt nghiệp. Trường tiểu học chứ nhỉ? Trường tiểu học mà tôi đã tốt nghiệp. Cái trường tiểu học mà tôi đã tốt nghiệp thì như thế nào các bạn? Các bạn nhìn vào đây này. So với 20 năm trước thì hồ tôn độ khó bắt tê na cực tệ. Hầu như là nó không có thay đổi mấy. Mà nó thế nào? Mukashi thế nào các bạn? Và cuối câu như thế này. Trần Khánh Hòa cũng phải chọn rồi. Nào thì các bạn sẽ thấy câu này là gì đây? Thu. Cái trường tiểu học mà tôi đã từng tốt nghiệp ấy thì nó không thay đổi mấy so với 20 năm trước mà nó vẫn như cũ, phải không? Vẫn như vẫn y nguyên ấy. Vẫn như cũ. Đây là chúng ta thấy chữ Mukashi là vẫn như ngày xưa. Vậy thì nó cái trạng thái nó vẫn được giữ nguyên như vậy thì đáp án nó sẽ là gì nhỉ? Ở câu năm này nó sẽ là Nomamadatta. Vẫn giữ ở cái trạng thái đó, vẫn giữ y nguyên như thế thì nó sẽ phải là Mamadatta nhá. Đúng rồi là ba là không đổi. Đến trạng thái nó vẫn như thế. Chúng ta sẽ sang để chúng ta sẽ sang đến câu số 6 vì câu số 5 khá là dễ rồi. Mọi người sẽ sang cho mình câu số 6 nhá. Câu số 6 là gì? Konnani atsui hon wa desne. Yomenai to omotteita ga hantoshi kakatte zenbu yomi nani nani. Ôi nào, cùng dịch câu này với mình và mình làm nhá. Konnani atsui hon wa chứ quá là chủ ngữ này, tức là cái cuốn sách. Cuốn sách như thế nào các bạn? Mọi người nếu mà ai thấy nhỏ quá bạn hãy xoay ngang màn hình cái điện thoại ra để xem cái video này cho nó chẳng được rõ hơn nha. Rồi chúng ta cùng xem là cái cuốn sách mà nó dày như thế này. Konnani atsui hon. Atsui đây không phải nóng đâu mà atsui đây mang nghĩa là dày. Cái cuốn sách mà dày như thế này thì tôi đã nghĩ là Yomenai desu ne. Nào mọi người cứ comment cho mình. Tôi đã nghĩ là mình không đọc được. Tuy nhiên hantoshi ga kakatte hơn mất nửa năm thì cuối cùng là gen vự yomi, tôi đã đọc xong hết đúng không? Đó, tôi đã làm hết, đọc hết. Vậy đọc hết thì đáp án nó sẽ là gì hả các bạn? Mọi người có biết không? Yomi v bọc mát và bọc với cái gì sẽ là đọc hết nhỉ? 6 rồi, cô thấy là có ngày trở về. Nào mọi người hãy comment cho mình trong câu này, đọc hết sẽ mang nghĩa gì? Chúng ta có là ageta, kitta, nashita và nuida. Ok, vậy đọc hết một cái gì nhá thì mọi người để ý chúng ta thấy yomi, động từ đọc nó đang được bỏ mas đi. Và khi một động từ mà bỏ mas thì nó sẽ cộng với ni vào. Hay kitta, yomi kitta mà nghĩa là đã đọc xong, đọc hết cái đấy rồi. Giống như bố ngay chọn đúng rồi, tức là câu này đáp án sẽ là 2. Và mọi người nhớ lại tí nữa cái đây này nó cũng khá là hay. Mọi người xem cho mình xem mọi người có làm được đúng trên 10 câu không nhá. Rồi, đó nên cái nghĩa của V, Yomi mà bỏ mask đi như thế này thì nó sẽ mang nghĩa là đọc hết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu số 7 nhá. Nào, câu số 7. Chúng ta sẽ sang đến câu số 7. Câu số 7 là gì đây? Katte iru inu ga inaku natte shinpai shita ga 3日後 ni morotte kita. Rồi, câu 7 đáp án sẽ là gì nhỉ? Mình có chê đáp án của mọi người không? Mọi người nhìn cho mình trong câu này nhá. Chúng ta có đó là cái con chó mà thắt tê được là mình đang nuôi, là chủ ngữ đúng chưa? Con chó mà mình đang nuôi, con chó này như thế nào? Inaku natte. Nó mà biến mất. Con chó mà mình nó biến mất. Thế là mình rất là shinpai shita. Mình lo lắng thế nào đấy. Nhưng mà sau 3 ngày thì cuối cùng nó cũng đã trở về. Vậy đáp án ở đây là gì? Mình lo lắng đến mức như thế nào nhỉ? Bởi vì bạn nhìn ở đây cho mình xem cấu trúc của nó sẽ là gì đây. Chúng ta thấy này, mình sẽ dịch lại câu này một lần nữa thì các bạn sẽ thấy đó là con chó mà tôi đang nuôi thì nó biến mất. Thế là tôi lo lắng đến mức tôi không có ngủ được. Và tôi lo lắng đến mức tôi không ngủ được. Thế là nhưng mà 3 ngày sau thì nó đã quay trở lại. Vậy ở đây chúng ta cần một chữ là chữ đến mức. Thì bạn nhìn vào cấu trúc ngữ pháp trước, chúng ta thấy cái chữ đến mức nó là hodo. Nó là hodo. Thế thành ra là anh hai của Yomi và Yomi của anh bốn là bỏ rồi. Chúng ta chỉ còn mỗi 1 và 3 thôi. Mà mình lo lắng phải lo lắng đến mức không ngủ được chứ đúng không? Chứ làm gì có chuyện là lo lắng đến mức là sao? Không có chuyện. Làm gì có cái chuyện là lo lắng đến mức là mình ngủ được. Vậy nên chúng ta giống như Minh Tiên ở đây đáp án sẽ là hãy sang bằng. Lo lắng đến mức mà mình sao? Không ngủ được.
Nào, bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu tiếp theo nha mọi người. Chúng ta sẽ sang đến câu tiếp theo, cố lên để xem mọi người làm đến đâu nào. Hãy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 8 nha. Nào, mọi người hãy nhìn cho mình câu số 8 này. Chúng ta có là 子供がどんなに 必要じゃないものは買わないようにしています. À, câu này sẽ là một câu khó đấy. Mình sẽ nói về cái tư duy logic của ngữ pháp. Bạn nhìn cho mình này. Ừ. Chúng ta sẽ vẫn thấy ở đây đó là có nhìn thấy có đôn na ní trước không? Nhìn thấy đôn na ní không? Lúc nãy mình đã bảo với các bạn là các bạn nhìn thấy đôn na ní này, đúng không? Mình có bảo với các bạn là nếu như mà mọi người nhìn thấy đôn na ní thì đằng sau đuôi mọi người phải đi với cái gì nào? Các bạn có nhớ không? Lúc nãy mình có nói là nếu như đôn na ní ikura hoặc là tatoe thì đằng sau nó phải đi với đuôi gì? Demo. Thì nếu như mà các bạn biết là cái bí kíp này thì các bạn biết luôn đáp án của câu này nó là gì rồi nào. Bạn biết luôn đáp án của câu này là gì? Nó. Cho nên đáp án của câu này sẽ là gì? Chúng ta sẽ có cái câu trúc đôn na ni tế mộ, có nghĩa là dẫu thế nào đi chăng nữa. Đúng nhá. Vậy thì câu này chúng ta thấy có tế mộ thì đáp án nó sẽ là 29. Và mình sẽ dịch cái câu này cho mọi người nhá. Câu này chúng ta sẽ dịch là dẫu cho trẻ con nó có thế nào nhỉ, nó có thích thế nào đi chăng nữa, nhưng mà tôi cố gắng là không mua những cái đồ không cần thiết. Nó bọn trẻ con nó có thích thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không cố gắng, không ấy, đúng không? Đúng rồi, các bạn bảo đây là câu cho điểm thật sự luôn. Đó là bạn không cần dịch hết mà bạn chỉ cần nhìn ra thấy cái đôn na ní thôi, là nhìn xuống một đáp án xem đáp án nào nói về có tế mố là chọn, đúng không? Đây là một câu cho điểm đấy. Cho nên là chịu khó mà mọi người khi mà mình nói những cái tip ấy, mọi người hãy ghi lại bởi vì chắc chắn là nó sẽ áp dụng được trong các kỳ thi của các bạn, vì mình đã thi rất là nhiều lần rồi đấy. Thôi bây giờ chúng ta đến với câu số 9 nào. Hai. Nói chung là đi thi sẽ có một số những cái câu ăn điểm như thế này thì là rất là dễ cho các bạn. Chikyu no jinkou wa kongo mo masu masu darou. Rồi, câu này cũng là một câu khó đấy, mình đánh giá cái này là đấy rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Rồi. Chúng ta sẽ cùng xem câu số 9 nhá, mình vẫn đang đọc comment của mọi người. Câu này đó là Chikyu no jinkou. Chikyu no jinkou tức là cái dân số của trái đất này. Thì chúng ta thấy công ngộ nó là kể từ nay về sau ấy. Công ngộ là kore kara, thế nay từ sau, và chúng ta nhìn thấy masu không? Masu là càng ngày càng. Vậy masu càng ngày càng tăng. Ở đây tất cả bốn động từ này đều là tăng hết, fugeru đều là tăng hết, đúng chưa? Vậy thì câu này sẽ mang nghĩa là dân số của trái đất càng ngày càng tăng. Nhưng mà nó sẽ đi với cái động từ gì mới là vấn đề, đúng không? Đó, đúng chưa? Chúng ta thấy tất cả mấy cái này đều là động từ hết, fugeru đều là động từ giống nhau, nó chỉ khác nhau cái đuôi thôi. Nó chỉ khác nhau cái đuôi. Vậy cái đuôi nó khác nhau như thế nào thì mình sẽ phân tích cho các bạn để các bạn chọn đáp án nhé. Mình thấy rất là nhiều người chọn rồi nhưng mình sẽ nói thêm. V bỏ mass cộng với đa sự như thế này thì tức là làm cái gì đấy đột xuất, đột nhiên, bất thình lình. Ví dụ mưa đột xuất rơi ấy, hay đứa trẻ con bật khóc, đột xuất nó khóc thì người ta sẽ dùng với đa sự. Tiếp VTI cự là chỉ về phương hướng của động từ, dành cho những từ mà xa sẽ có cái phương hướng là xuất hiện từ thời điểm hiện tại đến tương lai. Còn cư đự sẽ là dành cho những cái động từ mà đi từ quá khứ đến hiện tại. Tiếp ta ga đự nó sẽ xuất phát từ cái vê tai của mình ấy. Vê tai là muốn, nhưng nếu với ý muốn của ngôi thứ ba, của người thứ ba thì người ta chuyển về ta ga đự. Mình nói qua như vậy thôi vì mình biết là rất nhiều bạn biết rồi. Vậy thì các bạn nhìn vào đây này, cái phương hướng của động từ đó là kể từ nay về sau, tức là từ thời điểm hiện tại đến tương lai thì nó còn tăng nữa, đúng không? Vậy phương hướng của cái hành động tăng từ thời điểm hiện tại đến tương lai của dân số ấy thì đáp án nó sẽ là ni nha. Đấy, thì đây nó chính là nói về phương hướng cái sự di chuyển của động từ là như thế. Ok, rồi bây giờ chúng mình sẽ đến với câu cuối rất là hồi hộp để xem câu cuối các bạn sẽ làm như thế nào. Rồi chúng ta sẽ cùng xem câu số 10. Ok, bảo. Ok, rồi 9 câu sensei ơi. Vậy là 9 là 2, đúng rồi. Có rất là nhiều bạn chọn luôn. Đúng rồi. Nào bây giờ chúng mình sẽ đến với câu số 10 nha. Câu số 10 sẽ là Kai sao dete. Hai. Eki no hou ni nani 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 ga wasuremono ni ki ga tsuite mata kai sao ni murotta. Nào chúng ta sẽ cùng xem câu này là gì đấy. Tức là thế nào nhỉ? Câu này chủ ngữ là watashi đấy. Câu này chủ ngữ là watashi nhá, tôi. Nhân vật tôi thế nào? Nhân vật tôi thì đi ra khỏi công ty này, khai sáo đến được. Đi ra khỏi công ty rồi đi về cái phía của Eki là phía của nhà ga. Tuy nhiên
Tuy nhiên anh ta nhận ra là có đồ quên ở công ty và thế là anh ta lại một lần nữa quay trở lại công ty. Vậy thì đáp án của câu này sẽ là gì? Nhá, thì bạn thấy này, câu này mình sẽ dịch lại là tôi sao tôi đi ra khỏi công ty và tôi đang định, có phải là cũng đang định là đang đi về cái phiếu của nhà ga nhưng mà nhận ra là quên đồ và tôi lại quay lại công ty đúng không? Vậy thì một cái hành động mà đang làm và nó làm dở của các bạn ạ, đang đi mà vẫn chưa đến được nhà ga mà chỉ là đang đi và làm dở cái hành động đấy thôi, thì đáp án ở trong câu này của chúng ta sẽ phải là gì? Hay chi đấy? Ichides. Và mọi người nhớ cho mình là chúng mình sẽ có một cái cấu trúc là V bỏ mask cộng với kake. V bỏ mask cộng với kake là làm dở cái chuyện gì đó, là đang đi chuẩn bị về rồi, đang đi đến phía nhà ga rồi nhưng mà mình quên mất đồ nên là mình sẽ phải trở lại, đúng chưa? Mình khuyên các bạn có một cái bí kíp như thế này. Các bạn có biết là trên đời có hai kiểu người học không? Hai kiểu người học. Một kiểu người thì tức là người ta sẽ học rất là nhiều sách, học ô đồng chồng sách rồi học ấy. Nhưng mà những cái người như vậy phải thật sự thông minh thì họ học xong một sách họ mới nhớ được. Còn với các bạn mình khuyên ấy, đó là các bạn chọn một cuốn sách phù hợp nhất. Đó, các bạn chuyển một chọn cuốn sách phù hợp nhất với cái trình độ cũng như là với cái kỳ thi mà mình hướng tới. Học nhiều lần vào. Cái bạn học sinh mà mình đã từng dạy nha, bạn ấy được 57 trên 60 đọc hiểu. Và cái cách mà bạn ấy làm là bạn ấy đã học 4 lần, đọc làm lại 4 lần cái sách xin cam danh đọc hiểu N3. Thật sự luôn, cho nên các bạn hãy cứ làm đi làm lại mấy cái đề này, nghe đi nghe lại đi, nó không phí đâu. Bạn làm lại lần sau mình cam đoan đó là bạn vẫn sẽ tốt, bạn vẫn sẽ có cái bạn sai. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ là ôi sách này làm rồi, đề này làm rồi không làm nữa. Đừng, làm rồi vẫn làm sai đấy. Và bạn sẽ nhận ra thêm những cái mà lần trước bạn làm mà không nhận ra được nhá. Ôi video này cũng đến đây thôi. Và nếu mà bạn có còn bất cứ câu hỏi gì thì bạn cứ nhắn cho Yuki, mình sẽ luôn trực và trả lời cho các bạn. Mình sẽ còn 60 ngày nữa nên chúng mình sẽ cùng đồng hành với nhau khá là nhiều nữa. Mình mong muốn là các bạn sẽ có một kỳ thi thật là tốt, thật là tốt. Và nếu như sau này mà các bạn có điểm dỗ là điểm như thế nào, điểm tốt hay không tốt thì cứ hãy nhắn cho mình nhá. Mình vẫn luôn chờ kết quả của tất cả các bạn. Ok, các bạn đã rất là vất vả rồi.